Liên quan đến vụ việc hàng nghìn người mua đất 3 dự án của công ty Bách Đạt An tại khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc đã nhiều năm nhưng không nhận được sổ đỏ. Mới đây, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự đối với công ty cổ phần Bách Đạt An. Theo nội dung của các bản án của Tòa án tỉnh Quảng Nam, buộc công ty Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện các hợp đồng và các phụ lục đính kèm được ký kết giữa công ty này và công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam. Trong quá trình tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đôn đốc yêu cầu các công ty Bách Đạt An tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên, công ty này không tự nguyện thi hành, vi phạm các cam kết về nghĩa vụ, thời hạn thực hiện các dự án. Việc chậm thi hành án của công ty Bách Đạt An đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quyền lợi của hộ dân được các bản án ghi nhận, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Căn cứ quy định tại Điều 118 Luật Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự sẽ ra quyết định xử phạt yêu cầu công ty Bách Đạt An thực hiện các nội dung được tòa tuyên án. Nếu không thực hiện, cơ quan thi hành án sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi không chấp hành án.